Tại sao chó mèo lại thỉnh thoảng ăn cỏ? Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những con chó hay mèo của mình thỉnh thoảng lại tìm cách ăn cỏ hay không? Nếu bạn sở hữu một con chó hay một con mèo, bạn sẽ quen với việc nó có thể ăn bất cứ thứ gì. Một bài viết của HowStuffWorks cho biết anh có một con chó tên là Nonesta. Một lần khi nó tròn 2 tuổi, nó đã ăn cả một lọ thuốc viên Nam Việt Quất. Anh đã đưa con chó tới bác sĩ thú y để làm nó nôn. Một liều, hai liều, không có tác dụng gì. Nostera, bé nhỏ vẫn không nôn ra hay bị tiêu chảy. Sau đó, tất cả những gì nó muốn làm là ăn cỏ. Bác sĩ thú y cũng tỏ ra bối rối với Noreta. Noreta cũng ăn cỏ mỗi mùa xuân và mùa hè. Không có gì đáng ngạc nhiên, chó thường ăn cỏ. Nhưng Noreta không bao giờ bị nôn, hò hay bất cứ hiện tượng gì khi ăn cỏ. Nó có một dạ dày sắt đá. Tác giả bài viết cho biết rằng mình không chắc tại sao Noreta hay tất cả những con chó khác lại ăn cỏ. Hầu hết mọi người tin rằng chúng làm vậy vì thiếu một cái gì đó trong chế độ ăn uống hoặc vì chúng đang bị bệnh. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy hay không? Thực tế, nhiều người cho rằng chó có thể bị ốm do ăn cỏ hoặc thậm chí là sau khi bị ốm mới ăn cỏ. Điều này xuất phát từ việc những người nuôi thú cưng thường để ý chó của họ nôn mửa sau bữa ăn nhẹ có cỏ, mặc dù chưa bao giờ rõ liệu việc ăn cỏ có thể gây bệnh thật hay không, hay liệu nó có gây ra nôn mửa sau đó hay không. Tuy nhiên, câu trả lời ở góc độ khoa học có thể là không. Các nhà nghiên cứu ở Đại học California tại Davis đã cố gắng cắt bỏ cỏ dại và phát hiện ra bí ẩn. Họ đã tiến hành nghiên cứu đối với 2 nam sinh viên có nuôi chó. Tất cả chúng đều được báo cáo là có ăn cỏ. Không ai nhìn thấy những con chó này bị bệnh trước khi chúng ăn cỏ. Các nhà nghiên cứu cũng đã khảo sát 47 chủ sở hữu đã đưa vật nuôi của họ đến bệnh viện giảng dạy của trường đại học để chăm sóc ngoại trú. 76% nói rằng họ nhìn thấy vật nuôi của họ ăn thực vật, chủ yếu là cỏ. 4 con chó bị ốm trước đó và chỉ có 6 con chó nôn sau đó. Các nhà khoa học sau đó đã mở cuộc khảo sát với 3.000 người bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi trực tuyến. Cuộc khảo sát sau đó được giới hạn xuống còn 1.571 người. 68% nhìn thấy con chó của họ ăn thực vật, chủ yếu là cỏ, hàng ngày hoặc hàng tuần. Chỉ có 8% cho biết cún cưng của họ có dấu hiệu bệnh tật trước đó và 20% nhìn thấy chúng nôn mửa từ trước. Tiến sĩ Hatz, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, trái ngược với nhận thức chung rằng ăn cỏ có liên quan đến các dấu hiệu bệnh tật và nôn mửa, chúng tôi nhận thấy rằng ăn cỏ là một hành vi phổ biến ở những con chó bình thường và không liên quan đến bệnh tật. Cũng như chó không thường xuyên nôn mửa sau đó, việc nôn có vẻ là ngẫu nhiên chứ không phải gây ra bởi ăn thực vật. Tiến sĩ Hen, một nhà dinh dưỡng học tại Trung tâm Y tế Thú y Schooming, Đại học Tufts, người không tham gia nghiên cứu, lắc đầu khi được yêu cầu giải thích tại sao loài chó ăn cỏ nói chung và lý do một số con chó lại nôn mửa trong khi những con khác thì không. Cô nói rất nhiều con chó trong số chúng đều làm điều đó. Chúng tôi không biết tại sao, đôi khi nó có liên quan với buồn nôn, nôn mửa và đôi khi lại không. Dường như việc ăn cỏ không hề liên quan đến chế độ ăn uống. Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học nhận thấy mèo cũng thường xuyên ăn cỏ và không liên quan gì đến những cơn đau dạ dày hoặc những bệnh khác. Hầu hết mèo hay chó không ói mửa sau đó. Cho tới bây giờ, khoa học vẫn chưa lý giải tại vì sao chó và mèo ăn cỏ mà chỉ kết luận rằng đó là một hành vi phổ biến của những loài động vật. Chắc chắn rằng nó không liên quan gì đến bệnh tật của thú cưng nhà bạn. Nhiều người nghĩ chó hay mèo là loài ăn thịt bắt buộc, có nghĩa là chúng chỉ hoàn toàn ăn thịt. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng chó và sói thực sự là động vật ăn tạp và chúng lấy một phần chất dinh dưỡng lành mạnh hàng ngày từ thực vật. Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về cây xanh và quả mọng trong chế độ ăn của sói hoang dã, cho thấy nó chiếm một phần nhỏ nhưng đáng kể trong lượng thức ăn của chúng. Bên cạnh đó, cỏ là nguồn chất xơ tuyệt vời, một thứ có thể dễ dàng thiếu trong chế độ ăn của những chú chó bình thường.